Chào bạn đã quay trở lại. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn nhanh qua về việc bạn áp dụng về schema về dạng video. Thì video thì nó sẽ xuất hiện ở hai phần, một là bên phía bạn chèn thẳng cái video ở trong, nói chung bên phía bạn là vô cái phần article hồi nãy nó sẽ có một mục là video thì bạn click vô đây cũng được, mà bên phía bạn coi thẳng trực tiếp trên cái phần này nó kéo xuống dưới thì nó có hạng mục video cũng được. Thì video nó sẽ làm khi mà bên phía content của bạn nó có về mặt video thì lúc này nó sẽ bấm vô bên phía coi bên phía bạn về mẫu thôi. Cho cả cái hai mẫu ấy, thì nó sẽ không khác nhau là bao nhiêu, có nghĩa rằng là nếu như phía bạn click vô hai cái mẫu của bên phía ở trang article hoặc là trang video thì nó đều trả về giống nhau cả. Khác với chỗ AMB thì nó AMB thì nó cũng vậy, chẳng qua code AMB với bạn thì nó sẽ không có phần script thôi. Thì nên nói chung là cơ bản thì giống nhau. Thì bên phía mình thì mình sẽ hướng dẫn cho phía bạn về phần này. Thì đầu tiên đó là type, thì bên phía bạn lúc nào cũng là build object rồi, bạn phần giữ nguyên cái name ở đây, nó sẽ là cái tên của cái video đó. Giả sử như cái video của bên phía bạn này chẳng hạn, nó ở đây cái name ở đây là nghĩa là cái headline, cái tiêu đề của cái video đó. Giả sử bạn nhúng cái video YouTube vô hoặc là video đó ở trong cái website của bạn đi chẳng hạn, thì bên phía bạn cần phải coi rằng là cái tiêu đề của cái video đó là cái gì. Ví dụ đây là click giải đáp SEO là làm những việc gì đi, là gì đi, vinahot.vn nha. Thì đó là cái tiêu đề, thì bên phía bạn bỏ ở đây. Cái description ở đây là cái phần mô tả của video. Thì phần mô tả của video thì bạn sẽ mong muốn là nó trùng với lại cái phần mô tả của bên phía video mà bạn gắn luôn. Thì phần mô tả lúc bạn up lên đây đúng không, thì nó sẽ có phần mô tả ở video ở ngay đây. Ở này là Giang Vinahost rồi. Thì với bất kỳ một cái video YouTube nào nó cũng sẽ có phần mô tả ở dưới á, thì bên phía bạn sẽ chèn cái phần mô tả phần dưới này vô. Và tiếp theo nữa là upload, đây là cái ngày giờ mà bạn upload, là bạn coi coi là ngày giờ upload là bao nhiêu. Còn cái này duration á, là thời lượng của video nó như thế nào, nó sẽ là 1m bộ 54 giây. Thì khúc này á, bạn sẽ coi coi cái video nó dài bao nhiêu. Ví dụ như nó là 75 phút đi thì bạn ghi ở 75. Bạn phải nhớ là lúc nào nó cũng sẽ có chữ P trước, như M là minute có nghĩa là phút, S là second là giây. Ví dụ 75 thì phim Việt sẽ mình sẽ bạn bỏ vô thì bạn sẽ thấy à nó sẽ là 75 phút, ví dụ như vậy. Đó, thì bạn bỏ vô trực tiếp vào đây. Publisher đây thì nó cũng là tương tự là GTP SEO, xong rồi bạn biết bạn sẽ có cái logo vô đó. Thì cái đây là cái width với lại cái height. Width với height á, width đó là chiều ngang và height là chiều rộng. Thì bạn biết bạn coi coi ví dụ như thằng này đi nhé. Thằng này là khoảng bạn coi coi là cái của thằng này á, chiều ngang với chiều chiều rộng nó là bao nhiêu. Thì bên phía bạn có thể ở đây bạn F5 này nhé. Thì đây chẳng hạn là chiều ngang của nó là 1024, chiều rộng của nó là 536 đi hẹn, bạn sẽ thấy ở đây thì cái chiều ngang nó sẽ là đi trước, cái chiều rộng nó sẽ là đi sau. Nếu bên phía bạn mà cũng không biết về cái phần này thì bên phía bạn có thể tải nó về. View đây một hình ảnh này, không bên phía bạn không biết bấm vô cái hình ảnh này có dung lũy là cái chiều ngang với BRB, chiều ngang với chiều chiều cao nó bao nhiêu. Bên phía bạn sẽ bấm vô chuột phải vô, và mình sẽ bấm vô cái nút đó là property. Trong phần nút property này nó sẽ cho bên phía bạn cái kích thước của nó. Trong kích thước này bạn bấm vô phần detail là bạn thấy không, thì nó sẽ dimension là nó sẽ bao nhiêu width, bao nhiêu pixel đó. Thì bên phía bạn này bỏ thằng này vô bên trong phía cái phần chính xác của phần này. Thì đây là cái phần mà bên phía bạn bỏ. Còn đây là content URL là sao? Content URL ở đây là cái link YouTube của bên phía bạn, để mình ví dụ như thì content URL là cái link này, nó là content link về cái URL về mạng YouTube vô. Chào tất cả các bạn, tôi là Hoàng Luyến, giảng viên của trung tâm đào tạo CMBK Shop. Hôm nay thì tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn cho các bạn bài học được. Rồi, giờ này như mạng Viettel thì mobile ấy, bạn bị theo như nó hơi bị lắc rồi bạn, nên chạy có vẻ chậm, nhưng mà còn URL bạn nhúng như đây. Còn embed URL bạn lấy lên ngay từ đâu? Embed URL bên phía YouTube đúng không? Bên phía bạn sẽ có một cái nút là chia sẻ đây nè. À, cái embed là nhúng á, thì bạn sẽ bấm vô cái link là nhúng ở đây. Lúc nhúng nè, thì nó sẽ cho bên phía bạn một cái mã nhúng. Thì trong đây cái mã nhúng này nó sẽ có cái đường link nè. Đó. Thì nó có cái đường link này HTTPS này, bạn kiếm bạn copy, nhớ là có để ý dấu ngoặc, dấu đóng ngoặc mở ngoặc như này, mà copy cái phần bên trong. Thì đây cái phần của nó thì bên phía bạn sẽ bỏ vô nhúng vô là cái dùng embed URL nhúng vô. Interaction cao là có bao nhiêu lượt view ở cái video này rồi,
thì bên phía bạn là cho khoản này 19.299 đi, thì phía bạn phải bỏ vô là 19.299 đó. Tất nhiên rằng nó sẽ thay đổi theo thời gian nên thành ra là bên phía bạn 19.299 thì tất nhiên là nó sẽ thay đổi thời gian, thành ra Google nó cũng biết, thành ra bạn bỏ cái đường ý là số lượng view mà nó đúng ở điểm hiện tại thôi được rồi. Còn cái cuối cùng nữa về phần này là bên phía bạn sẽ muốn bỏ về cái up thumbnail URL, thì thumbnail URL bên phía bạn gọi lên Google gõ một cái là how to get thumbnail from YouTube, có là cái nó sẽ ra, bạn sẽ gõ cái keyword này vô, thì hôm nay bên phía bạn sẽ có cái đường link get youtube thumbnail.com nè. Bạn cầm cái đường link này, đường link của cái video YouTube của bạn là bạn bỏ vô trong đây đó, bạn bỏ vô trong đây, bạn bấm get youtube thumbnail là nó sẽ ra được cái đường link của bên phía bạn. Đây là hai đây là cái hình ảnh video YouTube của nó, thì bên phía bạn nó sẽ ra được cái hình ảnh của YouTube thumbnail. Thì để nó chạy nè, nó đang chạy rồi, à nó chạy xong rồi nè, thì bạn kéo xuống dưới nó có image URL là bạn copy một trong hai đều được hết đó. Thì đây cái hình ảnh của nó, thì đây đó, thì bạn bỏ vô. Thì đó là cách mà bên phía bạn làm về dạng video. Ở dạng schema thì bên phía bạn không cần dấu skip này, skip này nha, bên phía bạn bỏ vô thẳng schema luôn thì bạn đây là cách mà bên phía bạn sẽ chèn về mặt làm về cái schema này, gọi là bên phía video. Để phía bạn bấm test lại đây và nó chạy thì nó ok rồi. Rồi vậy thôi, hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.